Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tô Uyên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Tô Uyên xin được chào đón anh Hồ Văn Xuân Nhi trở lại với chương trình để nói về đề tài của Tổng thống Donald Trump vừa mới đọc bài diễn văn đêm hôm qua, thưa quý vị. Và Tô Uyên cũng cảm ơn anh rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay, bởi vì cũng có nhiều điều Tô Uyên xin được hỏi anh trong lát nữa. Anh khỏe không thưa anh? Vâng, xin thân ái kính chào quý khán giả của đài SBTN. Chúc mừng năm mới, mặc dù hôm nay đã là mùng 2 Tết. Dạ vâng. Và xin thân ái chào Tô Uyên. Dạ, xin chào anh. Vâng, anh nói đúng, hôm nay là mùng 2 Tết. Nhưng mà mọi người chúng ta vẫn đi làm bình thường, không có gì là khác hết. Cũng rất là hân hạnh, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được nói đến cái đề tài này, bởi vì riêng tôi thì có cơ hội xem cái buổi đọc diễn văn tối hôm qua và thấy rất là lý thú và rất là hay. Thưa quý vị, đây là bài đọc diễn văn liên bang thứ 3 của ông và nói về nhiều chủ đề trong 82 phút. Và đây là bài diễn văn dài nhất kể từ bài của Tổng thống Bill Clinton năm 2000 và là bài dài thứ 3 từ trước cho tới nay. Rõ ràng thì Tổng thống có vẻ rất là thoải mái, khung cách nhẹ nhàng khi ông đọc bài diễn văn. Nhiều người quan tâm bài diễn văn năm nay, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ vừa có vụ đóng cửa chính phủ một phần, làm cho bài diễn văn bị hoãn lại đến thứ ba là ngày hôm qua, ngày 5 tháng 2. Ngoài ra thì người ta không biết là ông sẽ nói gì, nên nhiều người cũng chú ý. Tô Uyên nghĩ là nhiều người ngạc nhiên là Tổng thống Trump đã đọc bài diễn văn với giọng điệu bình thường và bài diễn văn này khá bình thường theo tiêu chuẩn diễn văn Tổng thống. Thì anh Nhi có chờ đợi điều gì khác của bài diễn văn tối hôm qua hay không thưa anh Nhi? Thứ nhất thì tôi nhận xét là Tổng thống Trump đã có một bài diễn văn thành công, và đặc biệt là nó thành công cho chính ông. Trải qua những cái căng thẳng giữa Tổng thống và Quốc hội trong suốt tháng qua và vụ đóng cửa chính phủ, cũng như vấn đề mà bà Chủ tịch Quốc hội dời cái ngày đọc diễn văn qua đến ngày 5 tháng 2, thì nhiều người lo lắng là nó sẽ có những cái không khí căng thẳng giữa Tổng thống và Quốc hội khi ông đến Quốc hội lần này. Có thể có những cái sự chống đối ngầm, phản ứng của các dân biểu, nghị sĩ đảng Dân Chủ, hay là Tổng thống Trump với một cái bản tính của ông mà nhiều người đã biết, sẽ có những cái phát biểu mà nó tạo thêm sự căng thẳng cho cả giữa hai đảng cũng như Quốc hội và Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, bài diễn văn này đã rất thành công. Ông đã nói một cách rất là nhẹ nhàng. Và tôi thích Tổng thống Trump nói chuyện diễn văn là ông không bao giờ nhìn vào giấy. Mà mặc dù những cái điều một bài diễn văn 82 phút và ông nói rất là bình tĩnh và đã nhấn mạnh những cái điểm mà ông cần muốn nói. Và cái bài diễn văn ngày tối hôm qua, ông đã đi qua được hết tất cả những cái điểm mà ông muốn nói, và đồng thời ông còn chinh phục được một số cái điều mà những người của đảng Dân Chủ muốn chống đối trong đêm hôm qua. Ví dụ như là vấn đề các vị nữ dân biểu nghị sĩ mặc áo trắng là một cái hình thức để bày tỏ là họ chỉ trích, họ cho rằng cái chính sách của Tổng thống Trump nó sẽ thất lợi cho người phụ nữ, họ không muốn đi ngược về những cái sự khó khăn của người phụ nữ mấy chục năm về trước. Tuy nhiên, bài diễn văn ngày hôm qua, chính họ là những người đứng dậy vỗ tay khi mà Tổng thống Trump nói đến những cái kết quả thành đạt cho phụ nữ trong 2 năm nhiệm kỳ của ông. Đó, một lát nữa thì em sẽ touch đến cái điểm đó. Thì anh cứ nhắc đến cái sự gọi là thành công đêm hôm qua, thì Tổng thống cũng có nói là chúng ta cần bỏ cái kiểu chính trị trả thù, chống đối và trừng phạt và đến cùng với nhau. Thì anh có hài lòng với thông điệp này của Tổng thống Donald Trump đêm hôm qua hay không thưa anh Nhi? Vâng, thì thứ nhất thì riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ cả hai đảng trong giới chính trị đã đến lúc họ nên đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên trên Donald Trump. Thì hiện nay những thời gian qua
cái sự chống đối tổng thống, tôi nghĩ rằng họ chống đối cá nhân của ông Trump nhiều hơn. Đó, tuy nhiên đã đến lúc chúng ta phải nghĩ tới một cái sự đoàn kết để đưa nước Mỹ tiến lên vượt hơn nữa, thay vì cứ tiếp tục chống đối cá nhân của Tổng thống Trump rồi tạo nên những cái sự căng thẳng và những cái sự đình trệ trong sự làm việc giữa Quốc hội và Tổng thống. Và khi nói đến cái vụ mà xây bức tường biên giới thì Tổng thống Trump có nói là Cộng hòa và Dân chủ từng bỏ phiếu cho cái bức tường chưa bao giờ xây và tôi sẽ xây cái bức tường này, đó là những lời Tổng thống có chia sẻ đêm hôm qua. Thì anh Nhi có nghĩ là cái điều này nó sẽ giúp thuyết phục thêm nhiều người cho cái sự cần thiết của cái việc xây bức tường hay không thưa anh? Và có một cái lúc rất là tuyệt vời, đó là khi mà đề cập đến kinh tế thì hồi nãy anh có chia sẻ về các nữ dân biểu bên đảng Dân Chủ, thì Tổng thống cũng nói là phụ nữ nay đã chiếm 58% tất cả việc làm tạo ra, và chúng ta thấy là có nhiều phụ nữ trong Quốc hội hơn bao giờ hết. Thì tất cả nữ dân biểu họ bên đảng Dân Chủ đều mặc trang phục màu trắng, đứng lên hoan hô và la lớn Tổng thống cảm ơn đáp ứng của họ. Thì đó cũng là một cái hình ảnh rất là đẹp đêm hôm qua khi mà mình nhìn hình ảnh đó thưa anh. Dạ vâng, thứ nhất thì nói về bức tường thì ngày hôm qua cái phần mà nhấn mạnh của ông vẫn là vấn đề bức tường biên giới, và tuy nhiên ông đã thay đổi cái thơm cái những cái điều nói và không có tạo cho một cái hình ảnh xấu về cái bức tường đó nữa. Điều là Tổng thống Trump cho thấy rằng ông nhất định sẽ xây cái bức tường, và bằng một cách nào đó thì bức tường sẽ được xây lên. Và trong cái khi nói chuyện về vấn đề bức tường mà nói về vấn đề di dân, tại sao ông đã tạo một cái hình ảnh khác, thay vì trước giờ nhiều người cứ chỉ trích cái chính sách của Tổng thống Trump là khắt khe với vấn đề dân nhập cư. Tuy nhiên ngày hôm qua ông đã nói nhiều về những vấn đề tội ác, những vấn đề kinh tế khó khăn, cũng như một số điều rất là xấu xảy ra khi mà có những cái người dân nhập cư lậu. Ông đã phát biểu rằng ông muốn ông là Tổng thống có số dân nhập cư cao nhất, nhưng mà phải đến nước Mỹ một cách hợp pháp. Và ông đưa ra hình ảnh của một cái gia đình đã bị thảm sát vì trên thành phố Reno. Dạ, vì một cái người di dân bất hợp pháp. Thì những cái điều đó tôi nghĩ sẽ tạo được một cái hình ảnh khác với cử tri trong vấn đề mà xây bức tường và trong cái chính sách di dân của ông. Tuy nhiên cũng sẽ rất khó khăn với Quốc hội, và tôi không nghĩ các chính trị gia tại Washington DC, các dân biểu của đảng Dân Chủ sẵn sàng thay đổi cái ý kiến và cái tư tưởng của họ trong vấn đề xây bức tường, mà sẽ vẫn có những trở ngại chống đối từ Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi cũng như các dân biểu đảng Dân Chủ trong vấn đề đó. Còn về cái những cái vấn đề khác thì tôi thấy Tổng thống Trump đã rất là thành công khi mà ông tạo được cái sự ủng hộ của các vị nữ dân biểu của đảng Dân Chủ mặc áo trắng, như đã nói rằng thì ông đã nêu lên là thành những cái thành tích của phụ nữ mà nó xảy ra trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ ông, 58% những cái việc làm mới tạo được trong suốt 2 năm qua là phụ nữ, và đồng thời đúng một thế kỷ sau khi hiến pháp được thay đổi để cho phép phụ nữ đi bỏ phiếu, thì bây giờ phụ nữ là có con số đông nhất trong Quốc hội. Đó là một những cái lịch sử, và ông thành công vì tôi không biết là ông có biết trước là có những cái vị nữ dân biểu của đảng Dân Chủ, nghị sĩ đảng Dân Chủ sẽ mặc đồ trắng để tìm cách chống đối ông. Nhưng mà trong cái phần diễn văn, ông đưa ra những cái điểm là tạo được tiếng vỗ tay, chính họ cũng phải đứng lên và họ vỗ tay cho Tổng thống Trump. Rất là cảm động. Đó là những hình ảnh mà quý vị thấy đêm hôm qua, là đây là các nữ dân biểu của bên đảng Dân Chủ, đúng không thưa anh? Và đặc biệt là lúc này khi mà Tổng thống nói về cái công ăn việc làm của chiếm 58% trong 2 năm qua, cũng như là hiện nay tại Quốc hội thì các nữ dân biểu chiếm rất là nhiều. Tổng thống Trump cũng có giới thiệu một số khách mời đặc biệt, và một trong những khách mời đặc biệt đó tôi xem thấy rất là cảm động, đó là một bé gái bị bệnh ung thư chỉ có 10 tuổi,
rồi phi hành gia Buzz Aldrin, các cựu chiến binh đệ nhị thế chiến và các tù nhân lâu năm vì dính đến ma túy được thả, và những người sống sót trong các trại tập trung. Thì anh Nhi cảm thấy thế nào đối với những cái giây phút mà cảm động như vậy thưa anh? Và một điều mà đặc biệt nữa đó là khi Tổng thống giới thiệu đến một người Do Thái sống sót sau thời kỳ bị Đức diệt chủng và sống sót trong cái vụ nổ súng vào ngôi đền Tree of Life Synagogue ở bên Pittsburgh, thì người đàn ông này có gây ấn tượng với anh hay không thưa anh? Dạ vâng. Thường thì trong những cái diễn văn của các tổng thống trước lưỡng viện quốc hội đầu năm thì để nhấn mạnh về một số cái đề tài, một số cái vấn đề mà chính sách của vị tổng thống đó, họ thường mời những cái người nhân chứng, một số khách mời đặc biệt như là nhân chứng của những đề tài đó có mặt tại quốc hội và giới thiệu để nói về những cái điểm mà họ muốn nói. Thì việc mà Tổng thống Trump đưa lên những người này thì cũng không có điều gì lạ. Tuy nhiên, ông đã đưa ra những người và ông đã nói đến những cái đề tài mà tạo được một cái sự đồng ý của cả hai bên. Những cái điểm mà ông đưa ra là những điều mà cả hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, đều có thể làm việc. Và những cái chính sách này sẽ là những cái chính sách mà Tổng thống Trump, tôi nghĩ rằng ông sẽ đạt được sự ủng hộ của đảng Dân Chủ, và những cái người khách được mời ra đã có những cái thí dụ là nhân chứng của những vấn đề rất là xúc động, rất là nhiều thương tâm, và tôi nghĩ sẽ đạt được những cái mục tiêu của Tổng thống Trump muốn đề ra trong những chính sách của ông trong năm nay liên quan tới những đề tài này. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.